Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boots. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Puma Future Z 1.4 Brocade. Một mẫu giày mà trước kia tôi đã từng nói rằng là nó giống đến 96,69% cái con Z 1.3 Brocade. Anh em thích chọn màu nào cũng được, nhưng mà cái quan điểm đó của tôi đã bị thay đổi ngay khi mà tôi sỏ chân vào cái đôi màu đỏ này. 245g cho một chiếc size 40, nhẹ hơn Z 1.3 Brocade tầm 5g, không nhiều nhưng cũng là nhẹ hơn rồi. Puma vẫn luôn luôn biết cách làm cho đôi giày vốn đã nhẹ nay còn nhẹ hơn đấy chứ nhỉ. Fusion Fit kết cấu nó vẫn vậy, vẫn là các sợi chun được đan xen với lớp vải dệt có giãn tốt. Thì liệu có khác biệt so với 1.3 không? Cá nhân tôi cho rằng 1.4 có cảm giác sợi dệt được mỏng hơn, có giãn cũng tốt hơn là 1.3 nha. Nhưng nó vẫn có những cái giới hạn nhất định, nó không có cảm giác mềm mịn mà cách đỉnh cao như là bản MG FG đâu. Lớp phủ ở đầu mũi và xung quanh upper cũng khác 1.3 và khác cả 1.4 màu tím luôn. 1.4 sẽ mỏng hơn 1.3 nha anh em. Chất liệu vải ở dưới lớp phủ của 1.3 nhìn là đã thấy khác so với khu vực phía trên lỗ sỏ dây. Nhưng ở 1.4 thì tôi thấy là ở đầu mũi cũng là chất liệu sợi dệt xịn sò luôn. Đôi 1.4 tím chất phủ đầu mũi sờ sẽ mịn, mượt và nịnh tay hơn màu đỏ này. Màu đỏ thì thậm chí mỏng hơn tím, nhưng chất lại sờ hơi bị giáp hơn. Nhưng mà trừ khi anh em quá khó tính, không thì tôi cho rằng anh em sẽ đánh giá lớp phủ của màu đỏ này cũng là chất lượng của nó luôn. Lớp đệm bên dưới đầu mũi có nhưng tôi không cảm thấy quá nhiều. Cũng là một cái hay cho anh em nào thích upper mỏng nha. Vùng ACZ thì ghi là ACZ Elite rồi, giống bản MG với FG luôn này. Nhưng mà ACZ ở đây theo tôi là những họa tiết gồ ghề, nó không liên quan gì tới chất liệu đầu mũi nha anh em, vì chất liệu của MG đẳng cấp nó khác biệt lắm. Sờ tay qua thì cũng gắt phết, những đường vân trên upper nổi rõ nhưng chỉ có mỗi ở má ngoài à. Phần má trong có những lỗ dập chìm xuống nhưng thực sự là không đủ tạo ra ma sát đâu. Nhưng mà để trang trí cho upper nhìn ngầu thì cũng ổn. Vậy nên upper tổng thể có những cảm giác tốt đấy, nhưng anh em hãy nhớ rằng nó chỉ là những sự bổ trợ cực nhỏ thôi, quan trọng vẫn là kỹ thuật của mình. Bộ đệm và đế thì cũng vẫn vậy nha anh em. Theo như tôi thu thập ý kiến của nhiều người thì bộ đế này vẫn chưa chiếm được nhiều cảm tình vì đinh ít độ gắt, nên đôi lúc còn trơn. Chất liệu đế và đệm tuy mềm nhưng cũng không hề là dễ mòn nha. Đệm thì có êm, đủ ổn anh em ạ. Nhưng một điểm nữa góp phần vào trải nghiệm êm ái của mẫu giày này đó chính là khu vực đế trước được làm dày lên, đồng thời hạn chế những tình trạng dốc xuống. Cũng giống như đời trước, xỏ vào khó thật sự, nhưng sau tầm 1 đến 2 trận là quen luôn anh em ơi. Một điều mà anh em nên nhớ, đặc biệt là anh em chân bè khi đi mẫu giày này nói riêng hay là những mẫu giày sợi dệt lưỡi gà liền nói chung, đó là không nên siết chặt dây ở những lần xỏ đầu tiên. Thuần xong rồi thì anh em siết thoải mái, nhưng những trận đầu tiên thì hãy cẩn thận ở đoạn này. Điều khiến tôi hưng phấn nhất khi xỏ vào đôi này là ôi cha cái mũi nó hít, cảm giác không phồng tí nào luôn. Điều mà tôi vẫn hơi lấn cấn ở những đời trước, những mẫu trước kia như Z1.1, 1.2, 1.3 Brocade, thậm chí cả 1.4 màu tím, xỏ vào tôi cũng thấy hơi nhiều volume ở khu vực đầu mũi. Nhưng với tôi thì chấp nhận được, tôi không bị khó chịu gì cả. Nhưng màu đỏ này nó khít một cách không ngờ tới, làm tôi cảm thấy thích cực kỳ. Dù thích là vậy nhưng trận đầu tiên với tôi vẫn rất là cực nhọc vì bị bó cả khu vực ngón út và cả gang bàn chân. Trận này tôi chạy căng luôn và trong những tình huống như thế chỉ biết tự động viên mình là cố lên, chất liệu này sẽ nhanh thuần thôi. Và đúng thật, sang tới trận thứ hai là hết hoàn toàn rồi nha anh em, và có thể nói đây là một mẫu giày phù hợp với phong chân bè. Vì tôi chỉ cần có một trận để cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Có anh em bảo phải 5 trận mới thuần được, nhưng đó là do anh em siết dây mạnh hay sao ấy. Tôi chỉ siết dây nó vừa vừa thôi. Khung sức và nhớ gót, cảm giác ôm chắc chân được đảm bảo nhờ khu vực Fusion Fit. Tuy hãng vẫn nhấn mạnh rằng đây là một mẫu giày hoàn toàn có thể đi không dây, nhưng tôi đã thử trải nghiệm với Z1.4 lần này và cảm thấy rằng chân nó có bị xô lệch, thế nên không khuyến khích anh em đâu nha, trừ khi chân anh em ở mức bè nhiều hơn tôi mà cực thích dòng Future này. Sau khi thuần được rồi thì đầu mũi cũng rất mềm, tuy không đem lại độ mượt mà nhiều như là Z1.3 hay là 1.4 tím, nhưng bù lại tôi cảm thấy được sự ma sát nhiều hơn, cảm giác thật chân vẫn được đảm bảo. Bộ đệm thì êm với người thích đế cao như tôi, chạy bon chân khá là mượt đấy. Anh em nào quen chơi đế thấp hoặc mới chơi Puma thì lưu ý rằng nó cao từ trước ra sau, nó cồng kềnh thế nên anh em sẽ phải làm quen từ từ. Được cái là nó sẽ cao đều, nó không có tình trạng dốc xuống ở mũi chân như là dòng Bích đâu. Vì đôi giày có sự khít mũi nên sút bóng tôi đánh giá cao và có lẽ là cao nhất khi so với tất cả những dòng Future đế TF từ trước tới nay mà tôi đã trải nghiệm. Khít như thế này thì ai mà chê được anh em nhỉ? Anh em chỉ cần thời gian làm quen thôi là sẽ thích nghi được với độ cao của bộ đế này, lúc đó sẽ không có tình trạng khó sút hay chuyền nữa đâu. Vậy tổng kết lại, tôi đánh giá Puma Future Z 1.4 Brocade là một mẫu giày cực kỳ là chất lượng luôn các bạn ạ. Và khả năng rất cao là nó sẽ đứng một trong những cái top đầu của cái bảng xếp hạng top 5 của tôi vào cuối năm nay. Mà còn có được top 1 hay không thì tôi đang trải nghiệm thêm, trải nghiệm kỹ lưỡng hơn những cái mẫu giày khác để có thể đưa ra một cái đánh giá phải gọi là hợp lý nhất. Nhưng chắc chắn mẫu giày này sẽ có một thứ hạng cao nha anh em. Một cái chất liệu sợi dệt mềm mại, nó di chuyển theo phong chân, ôm chắc chân của mình rất là tốt luôn. Bên cạnh đó là một bộ đế mềm mại, có sự dày dặn, di chuyển rất bon chân, không có quá nhiều sự đàn hồi nhưng mà chạy cứ sướng chân là ok anh em ạ. Mãi cho tới phối màu Z1.4 màu đỏ này thì tôi mới thấy anh em bảo rằng là mẫu giày này nó giống Elite 7 nhưng mà được cải tiến thêm cái bộ đệm êm ái hơn.
Bên cạnh đó thì tôi phải nhấn mạnh lại rằng là mẫu giày này nó còn nhẹ hơn cả Elite 7 nha. Và bên cạnh đó nữa là cái chất liệu sợi dệt trên toàn bộ upper này tôi cũng đánh giá là nó cũng xịn sò, có thể là ngang hoặc là hơn Elite 7 luôn. Trước kia thì khi mà mới review đôi Z 1.1, 1.2 thì tôi đã có thể nói là cái chất liệu sợi dệt đó nó khiến cho tôi quên mất cái cảm giác của Elite 7 nó là như thế nào luôn. Nhưng vì những cái mẫu đầu tiên đó của Puma, cái phần đầu mũi này nó vẫn là da tổng hợp thôi, nó không có nhiều chất sợi dệt như là 1.3 và 1.4. Thậm chí đến cả Z 1.3 Pro Cage màu cam đen, nếu như anh em nhìn kỹ thì cái phần lớp vải ở phía dưới cái lớp phủ nó là một dạng vải lưới và nó không được xịn sò cho lắm. Nhưng ở đôi Z 1.4 Pro Cage này thì thực sự là cái lớp bên dưới của nó cũng được làm từ cái chất liệu vải dệt kim xịn sò như là ở cái phần bên trên này luôn. Đấy, thế nên mới gọi là càng đá càng phê các bạn ạ. Và một lần nữa xin nhấn mạnh lại với anh em rằng là cái cảm giác phồng mũi trước đây tôi cảm thấy không ít thì nhiều, nó diễn ra ở con Z 1.3, nó diễn ra ở Z 1.4 cái phối màu tím luôn. Nhưng mà đi sang đôi màu đỏ này thì nó lại là hết, nó lại là phê, lại là ngon anh em ạ. Điều anh em lo lắng nhất là bộ đế thì những cái trận đấu gần đây tôi thi đấu ở sân thời tiết khô ráo thoáng mát, không có vấn đề gì cả nha. Nhưng tôi vẫn cho rằng là đây là một bộ đế nếu thi đấu ở trời mưa hoặc là sân ẩm ướt thì nó sẽ không bám cho lắm đâu. Chân tôi là dài 25,5cm, ngang là 10,5cm, đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Mẫu giày này tôi đi size 40, tức là 25,5cm ở trên giày luôn. Không biết thời gian thuần của anh em với đôi này như thế nào? Anh em thuần có nhanh không? Hãy để lại ý kiến nha. Nếu như các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ các hãng Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là cửa hàng Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size, đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn, tôi sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và đừng quên, đang có Black Friday sale từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 11, sale rất sâu, sale rất căng luôn. Đừng bỏ lỡ nha. Và trên đây là tất cả những đánh giá của tôi về Puma Future Z 1.4 Pro Cage phối màu World Cup. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy click vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.